Hai Bà Trưng là một quận trung tâm của thành phố Hà Nội, Việt Nam, có vị trí địa lý. Phía đông giáp quận Long Biên với ranh giới là sông Hồng. Phía tây giáp quận Đống Đa với ranh giới là đường Lê Duẩn và đường Giải Phóng, và quận Thanh Xuân với ranh giới là đường Giải Phóng và phố Vọng. Phía nam giáp quận Hoàng Mai. Phía bắc giáp quận Hoàn Kiếm với ranh giới là các phố Vạn Kiếp, Trần Hưng Đạo, Hàn Thuyên, Lê Văn Hưu, Nguyễn Du. Quận có diện tích 9,2 km2, dân số năm 2018 là 318.000 người. Các địa điểm nổi tiếng: Vincom City Towers, Hồ Thiền Quang, Công viên Thống Nhất, Công viên Tuổi Trẻ, Chợ Hôm, Chợ Mơ, Chùa Liên Phái, Đình Đại, Chợ Rời, Hà Nội, Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu Nghị, Sân vận động Bách Khoa, Cầu Vĩnh Tuy, Cảng Phà Đen, Cảng Hà Nội, Đền Hai Bà Trưng, Nhà máy dệt 8 tháng 3, Time City, Nhà thờ Hàm Long, Nhà hát Tuổi Trẻ, Chùa Đức Viên, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Cung văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội, Rạp xiếc Trung ương, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Hành chính: quận Hai Bà Trưng có 18 phường trực thuộc, gồm Bách Khoa, Bạch Đằng, Bạch Mai, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Minh Khai, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy. Giáo dục: các trường đại học: Trường Đại học Kinh tế, Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Dân lập Phương Đông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Quận Hai Bà Trưng có 91 di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng, đã có 33 di tích đã được xếp hạng. Trong đó có những di tích nổi tiếng như Chùa Hương Tuyết, Chùa Liên Phái, Chùa Thiền Quang, Quang Hoa, Pháp Hoa, Đền Hai Bà Trưng, Đình Tương Mai, Di tích Cách mạng 152 Bạch Mai, khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, khu tưởng niệm nạn đói năm 1945, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến 18 Nguyễn Du năm. 5. Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có hai công viên lớn là Công viên Thống Nhất và Công viên Tuổi Trẻ. Trong những năm tới, các công viên này sẽ được cải tạo theo hướng hiện đại và đa dạng các hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho dân cư trên địa bàn quận và thu hút khách du lịch ở các nơi khác. Là cửa ngõ phía nam của kinh thành Thăng Long xưa, nên quận Hai Bà Trưng vẫn còn dấu tích của ba cửa ô là ô Đồng Lầm, còn gọi là ô Kim Liên ở chỗ ngã tư đường Kim Liên, Đại Cồ Việt, ô Cầu Dền, còn gọi là ô Thịnh Yên ở cuối phố Huế giáp phố Bạch Mai, ô Đống Mác tức là ô Lương Yên ở ngã ba Lò Đúc, Trần Khát Trần.